đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ trong video ngày hôm nay kênh học của Tuấn Lai like sẽ gửi tới các bạn phần bình luận về trận đấu mới kết thúc cái đây ít phút đồng hồ giữa Yêu Màn mà Tạm Nhân Lỗi và kỳ thủ Vương Vũ Bắc tại cái giải cờ tướng đắp cấp tiến tái tiền quý tái 2020 đánh vào tối ngày hôm nay ngày 2 mùng 7 tháng 4 năm 2020 giữa đội kinh ký và Hà Nam trong ván đấu này thì là ván đấu thứ ba giữa hai vị đánh thủ đây là một thể thức cờ siêu chớp 3 phút không có tích lũy dây ở à bên tiên Vương Vũ Bắc cầm tiến thủ đoán lập tức đi pháo đầu bằng phái Bình Nam ở à bên Tào đối lại bằng bình phong mã mã 8 tiến 7 ma tiến 3 xe 9 bình 8 xe 1 bình 2 mã tiến 3 chơi bình phong tròn và lập tức là bình 3 tiến 1 bên đen tạo binh 3 tiến 1 và bên đỏ pháo 2 tiến 4 ngay để khống chế cái điểm cao. Đây là cái phương pháp mà ngũ bắt pháo trinh phong. Đây là một cái ván cờ mà các bạn biết thì Nguyễn Vũ Quân trước đây từng thắng ông Lữ Khâm của kỳ vương Trung Quốc cũng là một cái ván đấu rất hay. À, bên đen từng 7 tiến 5 và bên đỏ mã 8 tiến 7. Mã 3 tiến 4 phát triển tới công, vật pháo qua tốt ngay và pháo 8 tiến 4. Ý tưởng là sẽ nhìn vào đường tốt 7 của bên tiên. À, Vương Vũ Bác xe 9 bình 8, số 2 bình 3 và xe 8 tiến 4 đến từ bên tiên. Các bạn nhìn thấy là xe 8 tiến 4 là đang ám phục cái đường cờ là sẽ bình xe đè đường ngựa. Ở tới đây thì bên đen thường có hai biến chính có thể chơi. Một là phương án binh 3 tiến 1. Phế tốt để mượn đường cho lực mã mạnh hơn. Ở đây thì bên tàu yêu ma không đi phương án đó. Chúng ta thử phân tích qua như sau, nếu mà bên đen đi được cờ là binh 3 tiến 1 đây thì bên đỏ ăn qua đây thì thế là có đường cờ vật pháo qua đây để tranh tiên ấy. Từ tranh tiếp tranh đoạt cái đất cờ là pháo vật tượng vén lên thì là đầu xe thôi đây là cái hình cờ mà bên đèn xuất xe một bình hai thì các bạn thấy là đây cái hình cờ nó không phức tạp cao và bên đèn hoàn toàn có thể đỡ hoa hoặc là ít nhất là không bị kém phân trong thực chiến thì bối cảnh này thì bên yêu ma tàu lộ chúng ta không đi như vậy mà đã đi đất cờ là mã 4 tiến 3. Ở đây vẫn được coi là một biến rất là chính quy và rất là mạnh thôi. Ý tưởng là sẽ quật pháo đầu và ăn hơn mã. Tách pháo qua, pháo là mình 4 và xe 1 tiến 1 hoành xe. Xị 6 tiến 5 củng cố trung lộ. Ở tới đây thì bên đen đi một đất cờ khá hớ bằng cái đường cờ là yêu ma đã đi xe 1 bình 6 chiếm lộ để cho bên tiên nhấc mã 3 tiến 4 lên để cướp tiên. Ở ngoài phương này thì bên đen có thể đi một phương án khác đó là lập tức bình thêm một bình 8 ngay. Bên này thì có lên tượng thì có thể là lên sĩ thôi. Hình cờ vẫn là cân bằng và là tròn mịn hơn dành cho bên đen. Trong cái bối cảnh cờ nhanh, rất là nhanh này thì bên Yuma đã là người sai lầm trước. Anh ta đi lắc cờ là xe một bình 6. À bên tiền mã 3 tiền 4 ép xe phải chạy đi và bên đen lại tiếp tục là chạy qua đường 8. Ở đây nếu mà chạy qua đường 2 ở đây thì nó sẽ bình ổn hơn Nhưng mà à, bên đen của Toyoma đã chạy xe 6 bình 8 ngay Để cho bên tiền có thời cơ tấn công rất là mạnh Giới thiệu cùng các bạn hai phương án đánh mà bên đỏ có thể khuếch trương ưu thế tiên thủ Một là phương án xe 8 tuyến 3 để cắn đường pháo phương án này thì bên Vương quốc Bắc không đi thì Chúng ta thử phân tích qua như sau Bắt pháo như này là uy hiếp nghiêm trọng vào đường tượng đấy Về đây và sẽ có thời cơ binh 3 tuyến 1 tượng không thể ăn lên được tự ăn lên thì bất mã ngay và đồng thời lực cờ mượn tốt này thì còn đang tạo cho mã có điểm công kích về con pháo đen và có thể nối tiếp là đình cờ binh 3 bình hai trên mặt xe ở trong thực chiến thì khi mà bên đen của yêu ma tạo những lối chạy xe 6 bình 8 thì vương vũ bác binh 3 tiến 1 để đây là một vấn là biến rất là mạnh các bạn nhìn thấy là sau khi được cờ này thì bên đen nếu mà ăn tượng lên thì sao đây thực ra là phương án hay hơn dành cho bên đen của yêu ma nhưng tàu nhân lỗi không đi như vậy. Nếu mà ở đây mà bên đen có vén tượng lên thì mặc dù hình cờ là tương đối méo nhưng mà chúng ta thấy được là bên này có tiến đây thì có thể là thoái pháo về để phòng thủ thôi. Nó không bị ưu thế quá lớn. Đặc biệt là trong cái bối cảnh này thì bên đen của yêu ma toàn nhân lỗi tiếp tục đi nó cờ là pháo tàu tiến 1. Có lẽ là nghiên cứu về khai cuộc của tàu nhân lỗi trong cái bối cảnh này không hay bằng vương vũ bác. Ở tới đây thì bên vững bác đã đi lớp cờ là bình 3 bình 2 chay đường xe bắt pháo pháo vật qua và đá pháo qua đây bắt chiếc xe đen thì tới đây là hình cờ mà bên đen có một biến hóa rất là hay để vẫn là mất xe thôi nhưng mà sẽ dựng được thế công bằng đường cờ là nhảy mã vào đấu tượng ở đây để phế mã chúng ta thấy ở đây nếu mà bên đỏ vẫn cố tình ăn đi ấy, được xe thì bên đen sẽ có đường nhảy mã ngoại tàu ép tướng ra và xe 8 tiến 1 dựng được thế công bên này chuyển qua thì có thể là lên xị 6 tiến 5 thôi mặc dù kém xe nhưng mà chúng ta thấy được là cái hình cờ của bên đen cũng rất là đẹp và hoàn toàn có thể chơi được một chơi một hình cờ đối công thực chiến thì bên yêu ma tầm lỗi anh ta không đi như vậy mà nó thúc binh 3 tiến 1 bắt xe ép xe đỏ thoái về ngoài thoái về thì bên tiên có thể lưu ý để chơi lớp cờ là xe 8 tiến 3 cũng được Chúng ta xem trong thực chiến. Ở đây thì vẫn là tạo cho bên đen có thời cơ là nhảy mã vào đấu tượng như phế quân như vừa rồi. các bạn phân tích qua nếu mà bên này ăn ven tượng lên thì có thể đập qua đây thôi. Bên này ăn lên thì nó không có quá nhiều khác biệt trên hình cờ. Nhưng mà bên anh ta lỗi anh ta không đi cờ đó mà đã chạy bình bạc bình bốn ngay. Bên vương bác ăn cây ngay, xe ăn lên và thoái về bắt mã, xe tá bình 6 tiếp tục là bắt mã lao lên tấn công. Binh 4 tiến 1. Ở đây thì bên tiên là có hai biến có thể ăn nó mạng ngay. Do thể thức cờ siêu chớp của 3 phút lên là các kỳ thủ mặc dù hàng đầu của Trung Hoa Kỳ Nghệ nhưng là vẫn có những sai sót. Ở đây nếu mà pháo ăn lên thì có thể vật qua đây. Các bạn thấy hình cờ này là bên đèn rất là mạnh. Thực chiến thì pháo đã không cho bên tốt thò ra đã lập tức pháo 3 bình 6. Tạo nhân lỗi chuyển xe qua bắt lại pháo ở đây thì đánh rát hơn thì viên vương bác có thể phế pháo ngay bằng đường cờ đạp tượng đạp tượng để nếu mà đây ví dụ cùng các bạn nhanh thì sẽ là nhảy qua đây ép lên và đá tốt qua đây binh ba hai bình ba mặc dù là thành ba đấu bốn nhưng mà còn binh của bên đỏ rất là mạnh và đặc biệt là tướng của bên đen đứng ở vị trí vô cùng xấu thực chiến thì khi bị bên tàu nhân lỗi chạy xe qua lục 4 để khống chế thì pháo của bên đỏ đã cho thoái một nước tiến lên bắt tốt đầu và tiếp tục là bình hai tiến một ăn tốt và tiếp tục là tiền xe 2 tiến bốn không chế điểm cao thoái phá chuyển đường và bình hai tiến một ở tới đây thì chúng ta thấy được là bên đỏ là quá ưu thế rồi ở đây thì có hai biến thôi nếu mà chạy mã thì quan tâm vì sao ở khi đó thì bên tiền sẽ dâng xe 8 tiến 1 lên để không chế đường mã và tạo ra cho bên đen cái thế trận rất là khó đi thì phân tích nhanh cho nên là cũng sẽ có những sai sót mong rất mong các bạn thông cảm ở đây thì trong thực chiến thì bên đen đã đi đất cờ là xe là mình bảy chạy theo đường mã vương vũ bác ăn tượng ngay ăn qua tốt ăn qua và pháo vật qua đây tranh tiên tranh đoạt nước cờ là dùng pháo vật từ vật tượng này rất cục ở bên đỏ là cho gác tượng lên và bên đen bình pháo qua đường biên hy vọng để tạo lên cặp pháo rác kết hợp cùng với xe mã để tấn công nhưng mà trong cái hình cờ đây là hình cờ mà bên đỏ nhanh hơn khi đã lập tức chuyển xe 2 bình 7 qua để kiềm chế đường mã và đồng thời ám phục cái đường cờ lại sẽ tấn công vào đường biên uh, của bên đen đang không có quân bảo vệ. Ở đây thì trong thực chiến thì bên đen đã nhấc binh 5 đến 1. Còn ngoài ra nếu mà chạy phá qua đây thì vẫn không ổn thỏa khi đó thì bên đỏ hoàn toàn có thể chạy xe 7 bình 6 qua đây thôi thì chúng ta thấy được là cái thế công của bên tiên gần như là không thể ngăn cản ở à, bên đen đã đi được cờ là bên năm tiếng 1 và bên đỏ có thể bắt kênh ngay bằng phương án là xe 8 đến 1 qua đây thì bắt chết mã nhưng mà anh Vũ bác không đi như vậy mà đã cho cắm pháo xuống đây để có thể chuyển qua đường biên tấn công đây là hình cờ có thể nói là quá khó thoái mã về và chuyển qua đây ở à, bên đen gác tượng lên để cản đường xe à, bên đỏ tiến chiếu ngay không thể lên sĩ được lên sĩ thì bị xong xe chiếu rất là nguy hiểm bắt buộc lên tướng và chuyển qua đây để hình thành cái thế trận mà sẽ dùng xong xe tấn công bên đèn thoái pháo về phòng thủ trước pháo chín thoái một chuyển tướng qua và tiến chiếu ngay ở đây nếu mà lên sĩ thì sao thực chiến thì bên đèn nó không lên sĩ còn nếu lên sĩ thì chúng ta thấy được là bên đỏ ăn qua đây thì hình thành cái thế trận mà bị sau sẽ chuyển xe vào đường tâm đấy đánh sĩ tâm À, bên đen trong cái bối cảnh này thì tàu nhâm nội đã từng sau tuyến 1 bên đỏ quật pháo qua lên sĩ trước và thoái về đây kết hợp cùng song xe thôi bỏ luôn pháo đây là một cái hình cờ mà bên tiền đánh rất hay trong cái hình cờ trên nếu mà xe ăn về thì là vỗ qua đây ngay chiều tướng có ăn qua đây đe dọa thất cục nếu mà không muốn mất mã à, thực chiến thì bên đen của anh toàn lôi không dám xe về mà nó phải cho thoái tướng 6 thoái 1 về để tìm hình để cho tướng đứng ở vị trí an toàn hơn nhưng mà bên tiên từ đây dựng được thế công vô cùng đẹp bắt bằng đường cờ là xe 8 bình 4 chiếu tướng ép lên sĩ tiếp tục là tiên chiếu không thể xuống tướng được xuống tướng thì sẽ bị hai xe truy sát bắt buộc phải lên sĩ rồi và pháo 3 bình 5 và sĩ đi ở à bên đen sau một hồi suy nghĩ vẫn tiếp tục đi quân bên tạo là cho thoái mã về và phó 5 tuổi 2, chiều tướng FV sau đó là chuyển xe 4 bình 3, cô lập xe mã đồng thời ám phục cái đường cờ tiếp theo xe 7 tiến 3. Bên đèn vẫn cô đỡ bằng đường cờ là thoái mã về đây, mong muốn đấu xe đi, nhưng mà bên Vương bắc Bác đã tính chức được đường cờ này, anh ta ăn về ngay. Từ đây thì bên Tàu nhà Lô nhận thua, chúng ta thấy ngay nếu mà mã ăn về đây thì sẽ bị bên tiên đi được cờ xe 3 tiến 7 ngay chiều tướng lên và thoái một và chết mã như vậy là kênh Học Thường Lai vừa kết thúc phần bình luận các bạn về cái phần trận đấu này giữa đội Kinh Kỳ và đội Hà Nam mà bên tiên của kỳ thủ Vương Vũ Bắc đã giành một thắng lợi rất là hay trước yêu màu tạm nhân lỗi. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, ủng hộ kênh. Đón chào kênh trong những video tới. Xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.